Trường vào sân. Cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Toàn vào sân. Cầu thủ số 22 Phan Thanh Hậu vào sân. Về chấn thương của Trường ấy thì là tôi cũng thường xuyên là trao đổi với Trường để hỏi thăm là mức độ chấn thương nó đã hồi phục chưa. Thế hiện tại là Trường trả lời là Trường luôn luôn là nói là bố mẹ cứ yên tâm thì giờ này là con đã hồi phục hoàn toàn rồi. Thế thì khả năng ra sân của con là con đã xong hoàn thành giao án của ban huấn luyện, nên là cái sức của ra sân cần thiết ra sân thi đấu nhiệt tình. Hơi tiếc một chút ngày hôm nay là Xuân Trường chỉ được ra sân chưa đầy một phút ạ. Thì đấy là để do ban huấn luyện sắp xếp và chiến thuật của ban huấn luyện.